liên tiếp hai lá hầm, hai lá luôn. Quá may mắn luôn á. Thêm lá nữa nha. À, chúng ta sẽ có là mì đùi gà cấp 7 và thêm một lá nữa. Quá đã luôn. Mới vô ăn gì no là về được luôn rồi. Mì hải sản cấp 7. Hai món cấp 7 nha bạn. Rồi cuối cùng. Rồi chúng ta được cấp 5. Muốn chọn mì gì chọn cấp 5. Mì xúc xích cấp 5. Rồi ok. Gọi món luôn anh ơi. Rồi tiếp theo là bạn này tên gì? Tên Ngự. Wow, hai phần cấp 7 luôn nha bạn. Còn đó là đùi gà cấp 7 và hải sản cấp 7. Đùi gà nó có cái đùi gà không? Mình lấy thử cái đùi gà có cái này đó không? Đây cái đùi gà này. Rồi mì đùi gà là có cái đùi gà nha bạn. Còn hải sản thì sẽ có tôm, cá, mực, kiểu. Rồi bạn này tên là Ngự đúng không? Hai tôm cấp 7 luôn đã. Cao quá các bạn ơi. Hình như chưa hết tôm tôm nữa. Rồi nhập cho em nổi không? Rồi mà ra bên đây thì nhỏ ngoài hầm nha bạn. Wow, ok. Nãy mình chỉ là mình cấp 5 thôi, lúc đó cấp 7 thôi. Cấp 5 thôi, có cấp 5 rồi nó cay rồi. Sao? Cảnh mắt rồi. Có muốn chơi nữa không? Rồi chúng ta đã có người đầu hàng đầu tiên, đó chính là bạn Ngự. Mới có một tôm cấp 7, một hải sản thôi à, chưa được nửa tôm là đã đầu hàng rồi các bạn. Cảm giác giờ sao? Càng quá thiếu nữ rồi. Thôi được, nói chung là chơi vui lên TV chơi vậy thì vui được ha. Thì vui. Chứ đa số cũng là